Mến chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn móc cái đĩa thức ăn bằng len như thế này. Thì ở cái video lần trước mình có chia sẻ cho các bạn cái cách để móc cái đùi gà như thế này rồi. Nếu như mà các bạn móc cái đùi gà như thế này thì các bạn sẽ xem lại cái video lần trước giùm mình ha. Và ở cái video lần này thì theo yêu cầu của bạn Hồng Mộng thì hôm nay mình xin chia sẻ lại cho các bạn cái cách để móc cái lá cải xanh như thế này. Và mình có móc thêm cái cây xúc xích như thế này nữa nha các bạn. Và ở cái phần 2, cái phần sau thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái cách để móc cái miếng trứng chiên như thế này. Thì để móc cái phần lá cải thì ở đây mình sử dụng len Mikoton và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 3 màu, đó là màu trắng, màu xanh nhạt và màu xanh đậm như thế này để mà mình móc cái lá cải. Và kim móc thì ở đây mình sử dụng kim móc cán nhựa 3.5mm. Còn về phần cây xúc xích thì mình sử dụng len Cotton Việt Nam 1mm, mình sử dụng màu hồng nhạt và màu đỏ đô như thế này. Các bạn cũng cần chuẩn bị cho mình đó là kéo cắt chỉ, kim khâu len, kim đánh dấu, một ít gòn nha các bạn. Và kim móc thì mình sử dụng kim móc cán gỗ 1.75mm để mình móc cây xúc xích. Và bây giờ thì mình xin hướng dẫn cho các bạn móc ha. Và bây giờ thì mình sẽ móc cái lá cải trước nha các bạn. Thì để móc cái lá cải thì các bạn sử dụng cái sợi màu trắng cho mình. Và các bạn sẽ khởi tạo cho mình 15 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sau khi các bạn đã móc được 15 mũi bính thì các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính. Và các bạn sẽ móc lại cho mình 5 mũi kép vào 5 chân. Mũi kép thứ nhất. Kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Mũi kép thứ tư. Mũi kép thứ năm. Sau khi các bạn đã móc được 5 mũi kép thì các bạn sẽ móc lại cho mình mũi đơn. 1, 2 mũi đơn, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi như vậy thì các bạn sẽ kéo chỉ ra cho mình một đoạn và chúng ta sẽ cắt chỉ. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào ở ngay cái đầu mũi kép ở đây cho mình. Cái đầu mũi kép đầu tiên ở đây. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và các bạn sẽ lấy cái sợi màu xanh nhạt lên cho mình. Và các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính. Và các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào ngay cái chân mà mũi bính. Như vậy là chúng ta đã được cái mũi đơn đầu tiên. Và các bạn sẽ móc thêm cho mình 4 mũi đơn nữa. Các bạn sẽ cặp luôn cái sợi dây thừa theo luôn ha. Mũi đơn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau khi đã móc được 5 mũi đơn, bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 9 mũi kép vào 9 chân mũi. Mũi kép thứ nhất. Mũi thứ hai. Thứ ba.
Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Thứ chín. Bây giờ còn lại cái mũi đơn cuối cùng ở đây thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình 6 mũi kép vào chung một chân. Mũi kép thứ nhất. Các bạn sẽ ấy cái cộng dây thừa này các bạn sẽ cặp vào ha. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Mũi kép thứ tư. Mũi kép thứ năm. Và mũi kép thứ sáu. Và sau khi các bạn móc được 6 mũi kép vào chung một chân thì bây giờ các bạn sẽ móc đối xứng lại cho mình. Các bạn sẽ móc lại cho mình 9 mũi kép vào 9 chân và cuối cùng thì sẽ là 5 mũi đơn. Mình sẽ cặp luôn cả hai sợi dây thừa ở dưới đây theo. Mũi kép thứ nhất. Mũi thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Mũi kép thứ chín. Bây giờ các bạn sẽ móc lại cho mình 5 mũi đơn vào 5 chân. Đơn thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Mũi thứ năm. Sau đó các bạn sẽ đâm kim qua bên đây. Các bạn sẽ móc một mũi dời cho mình như thế này và các bạn sẽ kéo chỉ dài ra cho mình một đoạn và chúng ta sẽ cắt chỉ. Và sau khi đã cắt chỉ thì các bạn sẽ dùng kim khâu và các bạn sẽ giấu cái sợi len thừa này đi cho mình. Các bạn sẽ giấu cái sợi len này đi ha. Và sau khi các bạn đã giấu cái phần chỉ thừa đi thì bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào ở cái chân mũi thứ năm, cái mũi móc đơn thứ năm cho mình. 1 2 3 4 5. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân thứ năm ở đây và các bạn sẽ lấy cái sợi len màu đậm lên. Các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào chung chân với mũi bính. Các bạn sẽ qua cái chân kế bên và các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Các bạn sẽ cặp luôn cái sợi dây thừa ha. Và bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là 2 mũi nửa kép. Mũi nửa kép nha các bạn. Mỗi một chân sẽ là 2 mũi. Cứ mỗi một chân là 2 mũi nửa kép như vậy, các bạn sẽ móc qua tới cái chân mũi bên đây và các bạn sẽ chừa lại cho mình 2 mũi để mình móc 2 mũi móc đơn ha. Và sau khi các bạn móc mỗi một chân là 2 mũi nửa kép tới cái chân mũi đầu cái chân mũi kép cuối cùng thì các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi móc đơn.
và cái chân kế bên thì các bạn cũng móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính và các bạn sẽ xoay lại. Các bạn sẽ móc vào cái chân đầu tiên cho mình một mũi dời. Cái chân thứ hai một mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình hai mũi bính. Các bạn sẽ qua cái chân kế bên, các bạn sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Sẽ vào cái chân kế bên và móc một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ lên cho mình 2 bính. Rồi sẽ móc vào kế bên một mũi móc đơn. Cứ 2 bính rồi 3 bính, các bạn cứ móc như vậy cho tới cuối hàng. Bạn sẽ qua cái chân kế bên một mũi móc đơn. Giờ mình sẽ lên lại 2 bính. Một mũi móc đơn. Rồi sẽ 3 bính. Rồi sẽ tới một mũi móc đơn. Cứ 2 mũi bính rồi 1 mũi móc đơn, rồi 3 mũi bính rồi 1 mũi móc đơn, các bạn cứ lặp lại như vậy nha các bạn. Đây là sẽ là 2 bính. Mũi móc đơn. Đây, cứ 2 mũi bính và 3 mũi bính rồi 1 mũi móc đơn, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho qua tới ở cái cuối cùng ở bên đây cho mình. Các bạn sẽ chừa lại cho mình 2 hoặc 3 mũi ha. Và sau khi mình móc tới cái chân mũi cuối cùng ở đây thì mình sẽ còn lại 3 mũi như thế này, thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn và 1 mũi móc dời. 2 mũi đơn và mũi cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi dời. Các bạn sẽ kéo chỉ dài ra cho mình một đoạn và chúng ta sẽ cắt chỉ. Và bây giờ thì các bạn sẽ dùng kim khâu và các bạn sẽ giấu cái phần lên thừa này đi ha. Và sau khi mình giấu chỉ và cắt chỉ đi thì mình sẽ được một cái lá cải như thế này nha các bạn. Đây là cái lá cải của mình sau khi đã hoàn thành. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái cây xúc xích như thế này. Thì để móc cái cây xúc xích thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật và các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn ma thuật cho mình 6 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sau đó các bạn sẽ xiết cái vòng tròn lại và mình sẽ lên cái hàng thứ hai. Và ở cái hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là 2 mũi đơn. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Và sau khi các bạn móc mỗi một chân là 2 mũi đơn tới cuối hàng thì bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 3. Và ở cái hàng số 3 thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn và một mũi tăng. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên rồi sẽ tới một mũi tăng. Rồi tới một đơn. Rồi một tăng. Hai mũi đơn vào chung một chân. Cứ một mũi đơn rồi một mũi tăng, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 3 này ha. Và sau khi các bạn móc một đơn một tăng tới cuối cái hàng số 3 thì bây giờ mình sẽ lên cái hàng số 4. Và ở cái hàng số 4 thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Và từ cái hàng số 4 các bạn sẽ móc lên tới cái hàng số 31 cho mình. Các bạn sẽ móc giống nhau cho mình với mỗi một chân là một mũi đơn.
Cứ mỗi một chân là một mũi đơn, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 31 và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối cái hàng số 31 ha. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 31, nếu như các bạn muốn móc cho cái cây xúc xích của mình nó dài hơn thì các bạn sẽ tăng thêm cái hàng mũi ha. Còn mình thì mình ngừng ở đây. Và bây giờ thì các bạn sẽ tháo cái kim đánh dấu ra và các bạn sẽ kéo chỉ ra cho mình một đoạn. Và bây giờ thì mình sẽ móc cái phần ở trên đây giống như là tương ớt đó các bạn. Mình sẽ móc cái một hàng mũi dời ở trên này. Thì các bạn sẽ dùng cái sợi màu đỏ đậm cho mình. Ở đây mình sử dụng cái màu đỏ đô ha. Và các bạn sẽ đâm kim. Ở đây chỗ nào cũng được nha các bạn. Các bạn sẽ quay lại như thế này. Và các bạn sẽ đâm kim và các bạn sẽ lấy cái sợi lên cho mình. Bạn sẽ lấy cái sợi màu đỏ lên. Và sau khi các bạn đã lấy cái sợi màu đỏ lên thì bây giờ các bạn sẽ móc ngược lại để chúng ta móc mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim ngược lại đằng sau như thế này. Và các bạn sẽ xỏ xuống và sẽ lấy sợi lên. Rồi các bạn tiếp tục. Bạn cũng sẽ đâm kim xuống. Bạn lấy sợi lên. Và bây giờ cái sợi này thì các bạn sẽ lấy lên trên để cho nó khỏi bị vướng ha. Bạn sẽ móc để lên trên này đi. Một hồi chúng ta sẽ giấu cái sợi này sau. Rồi các bạn sẽ tiếp tục. Các bạn sẽ đâm kim ngược lại đằng sau. Và các bạn cũng sẽ lấy sợi lên. Bạn sẽ móc thêm cho mình một lần nữa ha. Đây, sau khi các bạn đã móc xéo được 5 mũi như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ đi ngược trở lại bên đây nha các bạn. Các bạn sẽ đâm kim ngược qua bên này. Bởi vì chúng ta không có thấy được cái sợi cho nên nó hơi khó móc một chút xíu. Mũi thứ ba. Đấy, các bạn sẽ móc lại như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ngược qua bên đây. Các bạn sẽ đi ngược qua ngược lại như vậy. Các bạn sẽ đi vào tới trong này cho mình ha. Và sau khi mình móc qua móc lại tới phần cái đầu ở trong của cái cây xúc xích như thế này nè các bạn, thì bây giờ các bạn sẽ kéo chỉ dài ra cho mình một đoạn và chúng ta sẽ cắt chỉ ha. Bạn sẽ kéo ra một đoạn. Rồi. Và bây giờ các bạn sẽ dùng kim khâu và các bạn sẽ giấu hai cái sợi len thừa ở hai cái đầu này đi cho mình ha. Và sau khi các bạn đã giấu hai cái sợi len thừa ở hai cái đầu đi như thế này thì bây giờ các bạn sẽ dồn gòn vào cho mình. Và sau khi các bạn đã dồn đầy gòn thì bây giờ mình sẽ lên cái hàng tiếp theo, cái hàng số 32. Và ở cái hàng số 32 thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn và một mũi giảm. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Rồi sẽ tới một mũi giảm. Rồi một đơn. Rồi sẽ tới một giảm. Cứ một mũi đơn rồi một mũi giảm các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 32 này ha. Và sau khi các bạn móc một đơn một giảm tới cuối hàng thì các bạn sẽ dồn thêm cho mình một ít gòn. Và bây giờ mình sẽ lên cái hàng tiếp theo, cái hàng cuối cùng. Cái hàng số 33. Và ở cái hàng số 33 này thì các bạn sẽ móc cho mình là 6 mũi giảm.
Mũi giảm thứ nhất. Mũi giảm thứ hai. Mũi giảm thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Và các bạn sẽ kéo chỉ ra cho mình một đoạn và mình sẽ cắt chỉ. Và các bạn sẽ dùng kim khâu và các bạn sẽ giấu cái sợi lên thừa này đi cho mình ha. Và sau khi mình giấu chỉ và cắt chỉ đi thì mình sẽ được một cái cây xúc xích hoàn chỉnh như thế này. Thì mình vừa chia sẻ cho các bạn xong cái cách để móc cái lá cải và cái cây xúc xích. Thì mình xin chúc cho tất cả các bạn thành công. Và mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video phần 2 của mình. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để móc cái miếng trứng chiên như thế này. Bye bye.